Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và sáng ngày hôm nay sẽ là một cái video clip rất là ngắn thôi. Nhưng mà trước tiên để mà chúng ta có thể tận hưởng được cái video clip này á, thì anh em đã chuẩn bị tai nghe cho mình chưa ạ? Và nếu như mà anh em nào vẫn còn đang tắt tiếng thì hãy bật tiếng lên nhá. Tại vì cái video clip này như tiêu đề anh em đã xem là chúng ta không phải nhìn đâu mà chúng ta sẽ lắng nghe để mà cảm nhận. Đó chính là cái bản nhạc nền vừa mới được ra mắt nhẹ ở trong máy chủ thử nghiệm của Mobile Legends và thôi. Cái bản nhạc nền này vẫn chưa được cho ra mắt chính thức, nhưng mà về cơ bản khi mà Moonshot đã hoàn thành xong cái bản nhạc nền á, để rồi đưa nó vào trong máy chủ thử nghiệm và bật nó, thì tức là sớm hay muộn thôi cái bản nhạc này sẽ chính thức được cho ra mắt ở trong máy chủ chính thức. Ok, anh em đã đeo tai nghe hay là anh em đã bật max volume của mình lên chưa ạ? Chúng ta hãy cùng tận hưởng cái bản nhạc nền này nha. Hết nhạc và cũng là hết video clip rồi anh em ơi. Bật lại và nghe lại nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Nhớ để lại cho Mỡ một like, một subscribe nếu thấy cái video clip này thú vị nha. Bye bye.